Vâng, Điện Mặt Trời Shop Solar xin chào tất cả các bác yêu thích năng lượng mặt trời. Như các bác đã biết, hiện nay thì nhà nước ta chưa có chính sách mua bán điện trở lại. Đấy, cho nên việc sử dụng hòa lưới mà đẩy lên lưới thì hầu như là không có, rất ít. Đấy, thì chiếc biến tần hòa lưới bám tải này nó đáp ứng được cái yêu cầu. Các bác nhé, nó đáp ứng được cái yêu cầu mục đích sử dụng của nhà các bác rất hiệu quả. Đấy, em nói từ rất hiệu quả, nó là rất chuẩn xác nhé. Đấy, bởi vì là nếu như bác nào mà sử dụng điện nhiều về ban ngày thì các bác cứ chơi hai con này thôi em. Đấy, một con là 3 kW, một con là 6 kW. Đấy, với những bác nào mà đại gia thì các bác có thể chơi là lưu trữ anh em nhé, có thể chơi lưu trữ. Còn đây là hòa lưới bám tải, giấy tờ của nó đầy đủ luôn. Đấy, đây là cái bản test thử, con này là 3 kW. Đấy, ký hiệu model này S3000LT và TL 3 kW on grid injector. Đấy, và con bên này là con 6 kW, mã model S6000TLE 6 kW và được sản xuất mùng 4 tháng 7 anh em nhé, được sản xuất mùng 4 tháng 7. Đấy, thì đây là một trong những cái giải pháp để cho các bác sử dụng điện miễn phí ban ngày. Đấy, thì nó sử dụng cái hệ thống là bám tải. Cái bám tải ở đây nó có tác dụng là khi điện mặt trời của các bác dư thừa thì nó sẽ không bị đẩy lên đồng hồ. Đấy, còn trong cái trường hợp điện mặt trời cung cấp cho cái phụ tải mà bị thiếu thì nó sẽ lấy điện lưới nó bù vào. Đấy, đây là một trong những cái cách sử dụng năng lượng mặt trời trực tiếp từ tấm pin mặt trời. Đấy, ở đây thì nó có một chút sử dụng đến lưới là vì nó cần điện lưới để nó khởi động cái mạch ở bên trong. Đấy, và đồng thời nếu như cái phụ tải mà không đủ cung cấp của điện mặt trời thì nó sẽ lấy điện lưới nó bù vào, dùng rất là hay luôn. Và các bác có thể triệt để được cái mục đích sử dụng điện tối ưu. Thì con 6 kW thì nó to hơn con kW một chút thôi anh em nhé. Đấy, thì hai con này tùy vào cái thiết bị gia đình thì các bác lựa chọn 3 hoặc là 6. Đấy, với những bác mà sử dụng điện ít, đây, với những bác nào mà sử dụng điện ít thì các bác có thể chơi 1 kW hoặc là các bác chơi con 2 kW. Đấy, rất hiệu quả. Hai cái con này thì dành cho những bác mà sử dụng điện gia đình ít hơn. Đấy, rất hiệu quả luôn nhé. Đấy, anh em mà sử dụng thì nó sẽ thấy giảm tiền điện gia đình nhà các bác rõ rệt luôn. Đấy, thì đây là 4 cái mẫu mà sử dụng rất phổ biến hiện nay. Đấy, và cái 1 kW, 2 kW là bảo hành là 12 tháng anh em nhé. Bảo hành 12 tháng và giấy tờ phụ kiện đầy đủ hết. Riêng con 1 kW và 2 kW thì nó sẽ không có wifi anh em nhé, bởi vì bản thân nó ngay từ đầu ra nó đã không có wifi rồi, nó chỉ có cái cổng hỗ trợ để cho các bác kết nối wifi. Bác nào mà có tiền các bác mua wifi thì các bác lắp vào các bác theo dõi. Nhưng theo em wifi thì nó cũng không cần thiết. Đấy, trừ khi nó đi theo máy thì các bác có thể tiện theo dõi trên điện thoại, còn không thì theo em không cần thiết. Các bác chỉ cần theo dõi trên màn hình là nó hiển thị đầy đủ tất cả các thông số. Đấy, thì 4 cái sản phẩm này thì em cũng đã báo giá cho các bác ở trong video lần trước nha. 4 cái sản phẩm này em đã báo giá trong video lần trước. Các bác có thể vào trong kênh của em, các bác tìm kiếm, các bác vào kênh Shop Solar, sau đó vào video, nó sẽ hiển thị lên. Em đã để lại cái số điện thoại trên màn hình nhé. Các bác mua hàng thì liên hệ
Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau.